Là quốc gia đang phát triển và hội nhập sâu rộng với quốc tế, kinh tế Việt Nam đã đạt được một số thành tựu khả quan trong những năm gần đây, song tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững. Đặc biệt, trải qua 2 năm khó khăn, tăng trưởng kinh tế suy giảm và hiện ở mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu chiến lược đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2025. Trong bối cảnh đó, cải cách thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh là một nhân tố quan trọng không thể thiếu để doanh nghiệp trong nước có điểm tựa vươn lên, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài FDI hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Doanh nghiệp Vũ Kiều kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng đã gặp nhiều vướng mắc liên quan đến các quy định về đất đai, bất động sản. Tôi nghĩ rằng là cái chính sách chúng ta nên giữ vững, đừng thay đổi nhiều, đặc biệt đối với ngành bất động sản. Rồi vì tôi làm xây dựng thì nó phải liên quan đến bất động sản, thì xây dựng phải có đất. Và cái khó khăn của doanh nghiệp về bất động sản nói chung và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng thì nó là cái chính sách về đất đai, nó phải chuẩn, không nên thay đổi nhiều. Một năm thì mình nhiều cái thay đổi thì như vậy nó rất là khó cho doanh nghiệp. Cũng như doanh nghiệp trên, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng gặp khó khăn về quy định chồng quy định. Các văn bản pháp luật đang soạn thảo hoặc ban hành trong mấy năm gần đây đã xuất hiện không ít rào cản đã được bãi bỏ hoặc rào cản mới làm tăng thêm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đơn cử, để có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong một lĩnh vực cụ thể, doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện trong nhiều chuyên ngành khác như điều kiện về phòng cháy chữa cháy, điều kiện về an ninh trật tự, môi trường, về năng lực hành nghề. Và để có được giấy chứng nhận đó thì phải qua hàng loạt các thủ tục khác, cửa khác. Cũng về thủ tục hành chính, các doanh nghiệp linh kiện điện tử cũng gặp khó khăn khi phải xử lý các thủ tục về phòng cháy chữa cháy. Chi phí cho của doanh nghiệp trong tất cả các cái vấn đề về liên quan đến thủ tục hành chính, thế rồi các cái quy định về phòng cháy chữa cháy cũng rất nhiều doanh nghiệp kêu và quá chậm thay đổi. Thì đấy là những cái khó khăn mà thực tế là chúng tôi muốn là những chính sách đấy thực sự được đi vào cuộc sống doanh nghiệp, thì những cái điều hành vĩ mô đấy về chính sách, có những chính sách cũng đã có nhưng mà chưa đến được doanh nghiệp. Thủ tục hành chính rườm rà đã gây lãng phí thời gian, chi phí, mất đi chi phí cơ hội của các doanh nghiệp. Hiện nay, 5 lĩnh vực thủ tục hành chính phiền hà nhất là thuế phí 35%, đất đai giải phóng mặt bằng 29%, bảo hiểm xã hội 20%, phòng cháy và xây dựng 13%. 70,4% doanh nghiệp cho biết không bao giờ hoặc hiếm khi dự đoán được việc thực thi của chính quyền các địa phương đối với chính sách pháp luật của Trung ương. 71,7% doanh nghiệp nhận định tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến, và con số này đang cao đáng kể so với tỷ lệ 57,4% của năm 2021. Nhìn thấy cái bức tranh thời gian vừa qua thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái rào cản về thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân nói chung là chúng ta nhìn thấy chưa có những thay đổi đáng kể. Và chúng ta đã có một cái đợt cải cách rất là tốt trước năm 2019 với rất là nhiều nỗ lực của các bộ ngành địa phương khi mà chúng ta cắt giảm hoặc là đơn giản hóa thủ tục hành chính, cũng như là những cái nỗ lực để thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Tuy vậy thì 3 năm gần đây thì những cái thay đổi hay là những cái cải cách và nỗ lực này thì chúng tôi cũng nhìn thấy là chưa có nhiều cải thiện, và thậm chí là thủ tục hành chính đôi khi lại trong một số trường hợp lại còn tạo thêm những cái rào cản nặng nề hơn, và đâu đó ở một số lĩnh vực thậm chí là còn có những yêu cầu bổ sung thêm những cái thủ tục hành chính mà nó không có trong quy định. Ngay từ đầu năm, Nghị quyết số 01 ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ đã xây dựng nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mới nhất, Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2023 về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới, có nhấn mạnh đến nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, đó là hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi được xem là bệ đỡ giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển, từ đó tạo thêm việc làm, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Muốn tăng được cái tốc độ phát triển trung bình dài hạn như thế thì chúng ta cần cải thiện về các chính sách trọng khung, tức là cải thiện cái tổng cục Việt Nam, đặc biệt là những biện pháp liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, những chính sách cải thiện cái hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế, cải cách doanh nghiệp nhà nước.
rồi các chính sách mà khuyến khích được đầu tư tư nhân trong các lĩnh vực mà đem lại tăng trưởng trong dài hạn, liên quan đến công nghệ, liên quan đến tiến bộ công nghệ, liên quan đến năng lượng xanh, thì đó là những cái chính sách rất là quan trọng trong việc cải thiện cái tốc độ tăng trưởng trung bình của nền kinh tế. Từ đầu năm 2021 đến nay, các bộ đã cắt giảm đơn giản hóa hơn 2.200 quy định kinh doanh tại 177 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa hơn 1.100 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 6.400 thủ tục hành chính. Thực ra các cái chi phí đi lại khá là tốn kém, đặc biệt nếu như mà đường xa, như doanh nghiệp chúng tôi ở dưới tỉnh mà mỗi lần chạy đi chạy lại cũng rất là tốn kém về cái chi phí đi lại, và đặc biệt là cái chi phí cơ hội là cái mà không thể tính được cho các doanh nghiệp. Rất mong là Chính phủ quan tâm là giảm bớt các cái thủ tục hành chính, giảm bớt và hướng dẫn cụ thể hơn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là kịp thời hơn cho các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp tiếp cận các cái thông tin để mà làm thì sẽ giảm bớt được. Khi mà người ta tiếp cận được thông tin kịp thời thì sẽ đỡ cái công đi lại cho doanh nghiệp thì sẽ đỡ hơn nhiều. Đặc biệt là các cái truyền thông đến các doanh nghiệp tốt hơn. Thủ tướng Chính phủ đã ký văn bản số 493 ngày 1 tháng 6 năm 2023 yêu cầu cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngay sau đó, công điện số 644 ngày 13 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ 797 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, 627 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và 445 thủ tục hành chính phải phân cấp theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải hoàn thành. Đây là một trong những yêu cầu quyết liệt của Chính phủ để giảm tải thủ tục hành chính. Các bộ ngành cần nghiên cứu, đề xuất cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và tiếp tục đề xuất cắt giảm đơn giản hóa đăng ký kinh doanh. Công điện 644 của Thủ tướng Chính phủ hay là cái nghị quyết 105 thì đều yêu cầu cải cách thể chế rất mạnh mẽ, là không chỉ cắt giảm thủ tục hành chính như thông thường mà chúng ta đã và đang làm bấy lâu nay, mà đều yêu cầu rất mạnh mẽ là cắt giảm cả cái chi phí tuân thủ, và thậm chí là yêu cầu là không ban hành những cái quy định mới, mà nếu như tạo ra những nếu như không ban hành những quy định mới, nếu làm gia tăng cái chi phí tuân thủ cho cộng đồng doanh nghiệp. Hiện nay có tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, vòng vo, làm phát sinh thêm quy trình thủ tục, gây nhiều chi phí, mất thời gian. Cần gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, ban ngành thực thi, giao chỉ tiêu cho các bộ ngành địa phương kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính và có giải pháp kiểm soát chặt chẽ việc ra đời các thủ tục mới. Đồng thời cần có chiến lược quốc gia bài bản để đưa thủ tục hành chính vào thể thống nhất, không phát sinh, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Doanh nghiệp hiện tại thì đang rất là chờ đợi tất cả các quy hoạch. Cho nó luật quy hoạch, rồi quy hoạch chung của các tỉnh và quy hoạch chuyên ngành. Ba quy hoạch này là then chốt tháo gỡ mọi vấn đề về thủ tục hành chính. Bởi vì tất cả hiện tại bây giờ doanh nghiệp muốn đầu tư sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất đều phải chờ quy hoạch, và đây là vướng nhất. Với sự quyết tâm của Chính phủ, cần có sự hợp lực từ phía các địa phương thì công cuộc cải cách mới diễn ra được toàn diện. Trong đó cần nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi, thực hiện cải cách vì doanh nghiệp. Hiện nay lớn nhất vẫn là cái tốc độ thực thi các cái giải pháp, rồi cái mức độ để thực thi các cái giải pháp. Như vậy thì cái sự quyết liệt trước hết là của chính các bộ ngành có liên quan. Cái sự quyết liệt này, sự quyết tâm này, và cái mức độ thực thi các cái giải pháp trong phạm vi nhiệm vụ được giao của các bộ ngành và cơ quan có liên quan là quan trọng. Và hơn nữa là nếu sau khi Thủ tướng Chính phủ có cái tổ công tác thì tôi rất kỳ vọng là cái tổ công tác này nó giống như là một cái tạo thêm ra một cái sức ép, tạo thêm ra một cái sự hỗ trợ và tạo thêm ra một cái gọi là một công cụ để thúc đẩy cái cải cách và những cái giải pháp của Chính phủ một cách nó mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và kịp thời hơn. Và như vậy thì tóm lại thì có thể nói rằng là bây giờ cái việc mà chúng ta thực thi các cái giải pháp đã đề ra như thế nào nó sẽ quyết định rất nhiều đến cái cách mà chúng ta, cái mức độ mà chúng ta sẽ phục hồi và phát triển trong thời gian tới, cũng như để ứng phó với lại các cái khó khăn. Những năm gần đây, việc cải cách thể chế có xu hướng trùng xuống, giảm sự sụp sôi so với nhiều năm trước. Khi các doanh nghiệp lớn mạnh, kinh tế đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới, thu hút FDI ngày càng phát triển, thì những bất cập trong các quy định, pháp luật, chính sách dần bộc lộ những kẽ hở, cũng như sự chồng chéo trong thi hành, dẫn đến việc ùn ứ hàng loạt các dự án, công trình. Tăng trưởng tín dụng thấp cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp, nền kinh tế tiếp tục khó khăn.
mặt bằng lãi suất cho vay dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, bình quân là 9% một năm. Đầu tư tư nhân trong nước và thu hút FDI cần tiếp tục cải thiện. Việc rất nhiều chính sách được ban hành nhưng không hấp thụ tốt vào doanh nghiệp và nền kinh tế cho thấy chính sách thực thi kém hiệu quả, chính sách pháp luật chưa tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển. Với cái bối cảnh như vậy thì tôi cho rằng những cái yêu cầu như Thủ tướng Chính phủ đề ra hay là những cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là rất sát. Tuy nhiên chúng ta cần phải có một cái cơ chế để theo dõi và giám sát và đánh giá cái việc thực hiện như thế nào của các bộ ngành và địa phương. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua thì nếu như chúng ta điểm lại các cái văn bản của Chính phủ chỉ đạo liên quan đến việc cải cách thủ tục hành chính hay cắt giảm các cái thủ tục hành chính để cắt giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp thì rất là nhiều. Vấn đề là việc thực thi thế nào, kết quả đạt được ra sao và chúng ta có cơ quan nào đánh giá và theo dõi giám sát độc lập cái việc thực hiện này không? Có thể kể đến luật đấu thầu với những quy định lắt léo đã làm đình trệ việc đấu thầu thuốc và vật tư y tế, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, khám chữa bệnh trong thời gian dài. Luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản thời gian qua cũng có nhiều kẽ hở, tạo nên những ách tắc cho thị trường bất động sản hiện nay. Công ty cổ phần dịch vụ thương mại HTC, kinh doanh mặt hàng quà tặng, thường xuyên phải thực hiện các thủ tục về đấu thầu và thủ tục thuế. Đây là hai trong số những lĩnh vực có nhiều giấy tờ, thủ tục hành chính mà công ty mất nhiều thời gian, công sức để giải quyết. Đúng là chúng tôi có nhiều cái vướng mắc về thủ tục hành chính, đặc biệt là về luật đấu thầu và thuế. Thì cũng rất là mong chính phủ và nhà nước quan tâm, đặc biệt là Tổng cục Thuế cũng như là ban đấu thầu quan tâm là giảm bớt cái thủ tục, bởi vì mỗi một lần chúng tôi làm là phải đi lại đến 5-7 lần vẫn không xong. Rất là vướng mắc, rất là khó khăn cho doanh nghiệp. Thì cũng rất là mong chính phủ và nhà nước quan tâm đến cái việc đó, giảm bớt thủ tục hành chính đi cho doanh nghiệp đỡ vất vả, và tất cả mọi cái công văn hướng dẫn cho các ban ngành cần làm rõ hơn. Thậm chí là có thể có những cái buổi nào đấy để training cho doanh nghiệp hoặc là cho các cán bộ để hiểu sâu hơn về cái chính sách của chính phủ để doanh nghiệp thực hiện. Những quy định pháp luật chưa hoàn thiện sẽ là rào cản lớn khi cuộc đua thu hút FDI giữa các quốc gia ngày một căng thẳng hơn. Các doanh nghiệp FDI luôn yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và cải thiện chi phí không chính thức của chính quyền các địa phương Việt Nam. Hoàn thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là rà soát các quy định của pháp luật. Luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật đấu thầu, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như là phối hợp với các bộ ngành liên quan để rà soát các cái luật liên quan để làm sao mà chúng ta có cái môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái doanh nghiệp phát triển. Cái thứ hai là tiếp tục thúc đẩy các cái chương trình như cái chương trình dự án SPIC này, tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường, rồi xúc tiến đầu tư, thực hiện các mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, và đặc biệt là tập trung vào hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp để làm sao chúng ta có những kiến thức mới, chúng ta có thể tiếp cận được với các thị trường mới và chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu mới hiện nay của các thị trường, cả về phát triển bền vững, cả các yêu cầu về phát thải carbon v.v. Tăng cường tính ổn định về mặt chính sách và môi trường pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc cải thiện và giúp nâng cao vị thế của môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, thu hút đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn. Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm 2021-2030 xác định, phấn đấu đến năm 2030, môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới. Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng là điều kiện bắt buộc để Việt Nam phát huy tốt năng lực nội sinh, đồng thời là điểm sáng trên bản đồ thế giới trong thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế theo hướng ổn định, bền vững.